xoan à em đẹp lắm hãy cho ông già cô đơn này một lần nhé được không xoan tôi tôi không thể tôi có chồng rồi nàng không nói nhưng trái tim như đập loạn nhịp mất kiểm soát hai chân cố khép hở lại thôi và rồi nàng tuột tay lão chạy nhanh ra phía cửa đột nhiên cô dừng lại quay người nhìn lão rồi khép cánh cửa bằng gỗ mục lại cho kín. Tuy nhiên, thì nó chỉ là nửa kín nửa hở mà thôi. Rồi nàng quay người lại phía giường, trong sự ngỡ ngàng của người đàn ông. Đêm khuya thành vắng, âm thanh hạnh phúc kéo kẹt vang lên mỗi lúc một dồn dập. Sáng sớm miền biển ở một tỉnh nhỏ miền Tây, không khí hết sức rộn ràng, đủ thứ âm thanh mỗi tháng một lần, thuyền vào bờ hầu như toàn bộ người ở cái xứ chỉ hơn trăm nóc nhà này đều tụ họp ra đây. Đàn ông thì hò nhau khui hầm cá dưới thuyền, bóc hàng trăm loại cá khác nhau ra chậu, rồi chuyển lên bờ. Đàn bà thì tụm thành từng đám, phân cá theo cỡ, cần ghi chép với bạn hàng. Đám trẻ con thì chạy nhảy lung tung, la hét om sòm. Hòa trong không khí ấy, xoàn thoàn thoát lựa cá chia theo cỡ, rồi thỉnh thoảng lại quay sang ngó vào sổ ghi chép số ký của bà năm không phải sợ bà năm man gian nhưng cứ như thói quen cứ phải ngó qua lấy chồng về xứ này gần một năm rồi xoan đã dần quen với nếp sống con người cũng như đặc tính của vùng quê này bất giác nàng đưa mắt nhìn về phía chiếc thuyền nơi đạt đang hì hục khiêng mấy chậu đầy cá nhìn cánh tay quần quận cơ bắp, bóng nhẫy mồ hôi trong ánh nắng sáng. Tự nhiên, chỉ thấy người mình dạo dực. Xoan là đứa ít học, hoặc ít nhất, với chuyện học hết lớp 9, đã là đứa có học trong số mấy trăm con người miền quê biển này rồi. Thế nên, bản thân chỉ là một thằng lực điền, cưa cẩm rồi cưới được Xoan làm vợ, khiến Đạt tự hào lắm. Càng tự hào hơn, khi mặc dù hơi rụt rè trong chuyện gối chăn, nhưng xuân rất chiều chồng. Căn nhà lá nhỏ cạnh bên mấy bụi tre già, ngày nào cũng vang lên tiếng cười nói, tiếng thở vội vã của đôi uyên ương. Hai người đã làm gãy mấy chiếc giường rồi. Cứ thế, âm thanh ấy kéo dài mãi và lặp lại mấy bận đến tận khuya. Như thể bù đắp lại cho những tháng ngày xa nhau. Nhưng sau mỗi trận ấy, có lẽ chỉ có người đàn bà mới hiểu vẫn có một sự thiếu thốn chống trải không hề nhẹ xuân sao được mấy ngày rồi cái làng quê miền biển lại trở về với không khí vắng lặng như thường lệ những người đàn ông lại theo các con thuyền mấy chiếc ghe lao ra phía biển bắt đầu một vụ đánh bắt mới cô ba lấy cho con chuột quả trứng ừ thằng đạt nó đi đợt này ngắn hay dài dạ ngắn cô ba ảnh theo thuyền đi thôi chắc tầm tháng thì về ở cái xứ này có hai dạng đi biển theo thuyền nhỏ thì đánh bắt gần bờ ngắn ngày bắt cá nhỏ cầm đâu đó một hai tuần lâu lắm là một tháng lại vào bờ còn dạng thứ hai đi theo thuyền lớn đánh bắt xa bờ đi bắt mấy loại cá to dạng này thì người phụ thuyền được nhiều tiền hơn vì chủ thường là người giàu có tiền Ông bà già xoan thì nói, Hừ, đi ít ít thôi, để còn về chứ. Mới cưới vợ, vợ lại đẹp thế. Mà hai đứa tụi bay cũng tranh thủ kiếm một đứa đi. Để lâu có khi lại khó có con. Mà thiên hạ nó lại cười dị nghị cho ra đấy. Dạ con hiểu mà ba má, nên con cũng khuyên ảnh mà không muốn cho ảnh đi đâu. Xoan hiểu ý ba mẹ chồng. Xuất thân từ gia đình ở thị trấn nhỏ gần đây. Xoan được cha mẹ dạy từ nhỏ về chuyện lễ nghĩa, lẽ phải và cả trách nhiệm phận gái ở đời. Lớn lên được cho học hành thuộc dạng tử tế so với mặt bằng chung trong vùng, nên chị càng hiểu hơn trách nhiệm của mình. Chính vì thế khi lấy đạt, Xoan rất chăm chỉ vun vén cho gia đình, trách nhiệm chăm lo cho cả bên nhà nội. Nhưng cũng vì biết lo trước lo sau, nên chị chưa dám đẻ con vì hai vợ chồng mới ra riêng còn thiếu chiếc hụt sau nhiều. Nhưng chắc ba cô nói đúng, đợt này đạt về mà chị phải bàn thêm với anh thôi. Dù gì lấy nhau cũng gần năm rồi. Ấy ra, vừa đi vừa nghĩ, xoan giật mình khi đụng phải chị Phấn. Đi đâu mà như người mất hồn vậy em? Chị Phấn hỏi bằng cái giọng điệu đà, đặc trưng của mình. già em mua ít đồ, chị có sao không? Không sao, đi cho cẩn thận, coi chừng vỡ hết trứng vịt bây giờ. Nói rồi, chị Phấn bỏ đi hướng vào chợ, Xoàn ngó lại mấy bịch đồ chị mua xem có cái gì rơi vỡ không. Rồi bước vào quán tạp hóa nhỏ, mua thêm ít gạo. Tao đố mày con mẹ Phấn đi đâu? Còn đi đâu nữa? Qua ghé nhà ông thọt thợ rèn đấy đâu? Câu nói của hai người đàn bà đang ngồi làm móng chân móng tay trong quán cà phê nhỏ, cạnh quán tạp hóa lọt vào tai xoan bất giác chị qua nhìn theo hướng chị phấn vừa đi qua phấn là người đàn bà có tiếng ở cái xứ này phần vì là vợ của một ông chủ tàu lớn nhà giàu sụ nhưng phần nổi hơn là cái tính hám trai và còn một phần nữa mà xoan không ít lần nghe được từ khi về làm dâu ở cái xóm biển này là hình như chị ta có thằng tiệu gì đó Với lão thọt thợ rèn mà vụ con mẹ phấn với ông thọt là thật hả? Cha nội đấy à, nhìn bẩn bẩn, mà ghê. vài chứ ổng làm thợ rèn, không đen không bẩn, chứ không lẽ trắng trèo như thư sinh à? Cái con khủng. Mà mày thử nghĩ xem, ở cái xứ này kiếm đâu ra đàn ông? Toàn là trẻ con. Cứ đứa nào lớn lên một chút là đi lưới sạch, còn thằng nào đâu? Ừ, cũng đúng. Tính như con phấn nè, chồng thì bụng phệ, sao đáp ứng nổi? Mà nói gì thì nói Sao tao vẫn thấy ổng bẩn bẩn Sao ý mày ơi Mày đúng là chả biết gì cả Nhìn ổng thọt đen đen vậy thôi Chứ là mà khối cô trong làng mình mê đấy Tao đảm bảo ông này thuộc dạng Độc nhất vô nhị hàng khủng luôn Cái con quỷ này Cả hai cười ré lên Gọi là lão thọt Vì ông bị thọt Còn ông tên thật là gì Cũng chẳng ai biết Hoặc cũng chẳng ai quan tâm nghe đâu trước kia lão là dân giang hồ vô tình sao xứ biển này lại thành nơi lão tá túc lão thọt dựng cái tròi nhỏ ngay cạnh cái chợ duy nhất trong làng rồi quanh năm suốt tháng kiếm sống bằng nghề rèn cái dao cái búa cái cuốc cho người dân khi đủ đầy thì còn kén chọn thiếu thốn thì cái gì cũng ngon về đây gần năm xoan nghe đầy chuyện về lão thọt thợ rèn khi mà thanh niên trai trắng theo cái nghề đi biển, kiếm kế mưu sinh, trong làng chỉ còn trẻ con và đàn bà, thì một lão thọt như hắn lại thành của hiếm. Chưa kể cứ vài năm, một số thanh niên lại vùi mình xuống đáy biển theo mấy cơn bão, bỏ lại vợ quá con côi. Nên biết, ở cái nơi mà chiếc thuyền con cá kêu mang người dân cho họ cuộc sống, cho họ cái ăn, thì chuyện lớn lên được ra biển trở thành cái nếp đã ăn sâu vào tư tưởng và là niềm mơ ước của tất cả thanh niên hay ít nhất là những người lành lặn và cái không lành lặn của lão thọt lại thành cái cớ quá hợp tình hợp lý để lão không phải đi ra và vẫn được mọi người nể trọng tóm lại ở vùng này lão thọt là tên đàn ông gần như duy nhất còn lại và chuyện về lão qua miệng các chị các mẹ xoan nghe rất nhiều lúc đầu những chuyện thầm kín như thế, Xoan nghe rất ngượng. Cứ hễ ở đâu nghe người ta đề cập đến là chị lại tìm cách làng đi chỗ khác. Nhưng rồi đâu đâu cũng nghe, thành ra dần dà, những chuyện đó cứ chui vào tai chị. Như lẽ đương nhiên, những câu kiểu như là Cô Sáu, cô nghe gì con hai với ông Thọt lò rèn không? Sao? Thế bảo con đấy à, nó ngủ với lão. Hèn chi dạo này, thế má nó cứ đỏ ở Nga đi đứng thì tí tởn, cười tủm tỉm suốt ngày. Mà có thật không hay lại đồn, mà thôi kệ đi, có thật cũng có sao đâu. Lão ở một mình, vợ chẳng có con thì không. Để không đó, nhện nó răng dây à. Sao mấy chuyện này cứ nói như không ấy nhỉ, xoan nghĩ. Nhưng rồi, khi đã bén mùi chồng, cộng thêm việc một tháng mới được gần gũi, dù là đạt luôn tranh thủ, đêm bảy ngày ba, nhưng vẫn có cái gì đó không đầy đủ trong chị và dần dà trong những đêm vắng một mình trong căn nhà nhỏ hơn một lần chị nghĩ đến lão thọt nghĩ đến những lời đồn kỳ dị của lão nhưng tất cả chỉ dừng lại ở việc suy nghĩ tư tưởng cũng như phần nào hiểu được tại sao chuyện của lão thọt lại thành chuyện cửa miệng của mấy bà mấy cô ở vùng này như thế chứ việc thử thì hoàn toàn xoan không nghĩ đến và bản thân một người được ăn học tử tế như xoan không bao giờ cho phép mình làm cái chuyện mất dạy như vậy người ta mà biết được chỉ có nước chui đầu xuống lỗ thôi nhưng nói gì thì nói cứng như thế chứ những lúc vắng chồng cô đơn xoan vẫn thấy bức rức kinh khủng thời tiết càng nóng xoan lại càng thấy trào dâng lên trong người ối lời giá như có chồng mình ở đây nhỉ bắt đầu có cái gì đó ươn ướt. Làm sao đây? Và hôm nay, giữa trưa đứng bóng, cũng là một ngày như vậy. Nàng ra bờ giếng, nơi có mấy tàu lá chuối che lại cái khoảng không vườn cây tơ hứa kia. Và rồi xoan múc nước, xối cho nó mát. Nàng có thói quen, khi mà chồng đi vắng một tháng mới về, thì xoan ra đây tự làm một mình với gầu nước cho đỡ nhớ chồng. Xong xuôi cái việc tự xử đó Xoan thẫn thờ nhìn ra vườn Một lúc nàng hít thật sâu rồi lắc đầu Cố xua những hình ảnh mấy bà đi chợ nói Chị bước ra hè Tìm cây dao trẻ mới củi Chủ yếu hướng sự tập trung của mình vào việc khác Để bớt cái bức rứt trong người Rồi trời như trêu ngươi Vừa trẻ được chục cây Thì con liềm gãy cán Xoan cầm cái liềm Đứng thẫn thờ một lúc rồi thở dài, quay vào nhà lấy cái nón lá, bước ra cửa. Cái lò rèn là một cái tròi nhỏ nằm ngay sát mép chợ, giữa trưa các sạp trống trơ. Ở cái vùng quê hẻo lánh này, mặt trời vừa lên cao tí thì chợ cũng sắp tàn rồi. Còn như bây giờ, chợ lại là nơi vắng khách nhất. Cái tròi không có cửa, vừa bước vào là cái lò nung nằm cạnh ngay cái đe đen xỉ sâu vào trong một tí là cái buồng nhỏ nơi có cái giường vừa là chỗ ăn vừa là chỗ ngủ vào đến nơi ngó quanh không thấy ai vừa định lên tiếng kêu thì xoan khựng lại vì một âm thanh tiếng xì sụp xì sụp như ai húp canh chuối vì tiếng tâm lão thọt nghe đã nhiều cộng thêm tâm lý chiến đề phòng nên vừa nghe tự nhiên chỉ nghĩ ngay đến cái chuyện đen tối thế nhưng không lẽ giữa trưa thế này Có khi chỉ đơn thuần là lão đang ăn cơm trưa Trần trừ một lát Xoan gión rén bước vào trong Đi vòng qua cái bếp thổi Né vào vách Ngó vào trong buồng Cảnh tượng trước mắt Làm xoan mất bình tĩnh Bên trong Lão thọt Đang cùng với cô phấn Vào ra nhịp nhàng Xoan giật đầu lại Nép chặt vào vách Thở Chị muốn té chạy Thế nhưng Không hiểu sao một ma lực nào đó cứ giữ chân chị lại một lát chị lại ngó đầu vào nhìn xem và lần này chị lại giật mình thật sự được rồi bước ra cổng giả vờ đi lại từ đầu xoan gọi to một lát lâu sau chị phấn đi ra cúi mặt về chú làm ơn sửa giúp cây liềm này nó gãy mất cán lão thọt ngước lên nhìn người đàn bà vừa bước vào cái lò rèn mắt lão hơi nhau lại như thầm đánh giá. Nhưng rồi chỉ một thoáng, lão lấy lại vẻ bình thường, đưa tay cầm con liềm. Được rồi, sáng mai đi chợ ghé lấy nhờ. Đưa mắt nhìn theo bóng xoan đi ra, lão thọt nở một nụ cười hài lòng. Những gì nhìn thấy trưa hôm đó tác động đến xoan nhiều hơn là chị tưởng tượng. Cái cảnh người làm với nhau mà không phải vợ chồng, sao mà nó lạ đến vậy? Sao người ta hạnh phúc thế nhỉ? Có lẽ khi người ta ăn vụng một điều gì đó người ta thấy thích hơn rất nhiều cũng giống như ăn cơm ở nhà mãi có lúc đổi gió ra làm bát phở tô bún thay đổi không khí mới thoải mái chứ hay là mình cũng nghĩ một thoáng đê mê rồi nàng chật dụi mắt không được mình phải giữ gìn chứ lại trước đây một ngày của xoan xoay quanh chuyện vá lưới đàn bà xứ biển thường kiếm sống bằng việc vá lưới hoặc đan lưới mới Lưới này là lưới bị rách trong quá trình đánh cá. Mấy chiếc thuyền mỗi lần vào bờ là bỏ lại một mớ và thay bằng lưới nguyên. Chăm sóc miếng vườn nhỏ trước nhà. Thỉnh thoảng ghé qua nhà bố mẹ chồng ở cuối làng để thăm non. Có giúp được gì thì giúp cho tròn phận dâu hiếu. Còn bây giờ, phần lớn thời gian, xoan cứ lẩn thẩn thơ thơ. Đã rất nhiều lần, chị tự gian mình. Tại sao? lại để mấy chuyện đó ảnh hưởng tâm lý đến vậy nhưng không hiểu sao cứ hở ra là hình bóng ông thọt cố phấn trong đầu trong khi chồng cô mãi chả thấy về lão thọt ngoài cái chân thọt ngoại hình của lão cũng rất là kỳ lạ người lão cao hai cánh tay rất to và lực lưỡng cơ bắp nở phình ra phía trước nhìn cứ như lão có tới bốn lá phổi chứ không phải là hai nhưng từ phần thắt lưng trở xuống thì lại nhỏ tọp lại cũng có thể vì cái chân thọt nên lão ít đi lại thành ra nó biến đổi như thế da mặt của lão thì sẹo chằng sẹo chịt đúng là dân chợ búa giang hồ thế nhưng có một điểm rất lạ mà bản thân xoan mãi đến mấy hôm trước khi quay lại đưa cái liềm cho lão sửa cán mới để ý và nhận thấy lão có đôi mắt rất kỳ lạ cái cách lão nhìn người khác như không quan tâm nhưng lại như nhìn thấu hết tâm can người ta vậy Tóm lại Với một lão già hơn 50 tuổi Như lão thọt Không hiểu có một điểm gì Mà khiến cho cánh đàn bà cả làng này Thèm muốn Bất giác Xoan có cảm giác ớn lạnh Khiến chị phải dùng mình Nhiều đêm nay Cô nghĩ đến lão thọt rèn đó Nhưng rồi Cái suy nghĩ cắn rứt lương tâm kia Cũng không đeo bám tâm trí xoan quá lâu Nó bị xua đi hoặc bị dồn vào một góc khuất nào đó trong tâm trí chị. Khi những bộn bề của cuộc sống thường nhật đã chiếm hết không gian còn lại trong tâm trí ấy, cuộc sống vẫn diễn ra, thời gian vẫn trôi và đã đến ngày Đạt trở về. Xoan ơi, vợ ơi, chưa nhìn thấy mặt, Xoan đã nghe tiếng chồng ngoài đầu ngõ. Em đây. Xoan bước ra ngoài nhà, thấy Đạt tay sách nách mang hai bịch cá khô to đùng mặt mày hớn hà hớn hở. Vợ cầm cái này vào trong, rồi chạy ra chợ mua thêm ít đồ, chiều làm cho tôi mấy món, nhà có khách. già dạ, mà rủ ai nhậu vậy chồng? Mấy anh em bạn thuyền mà, với lão thọ thợ rèn. Nghe cái tên ấy, tự nhiên xoan thấy trột dạ, mặt nóng bừng bừng. Sao lại rủ cả lão thọ thợ rèn? Trước giờ nhà mình có quan lại gì với lão đâu? Thì bây giờ qua lại, cái làng nhỏ xíu này Có mấy nóc nhà Ai chẳng là hàng xóm Mà báo cho vợ một tin vui nè Tôi về đợt này Đi ngắn thêm đợt nữa thôi Từ sau tôi sẽ đi thuyền lớn đó Đi thuyền lớn Mà đi thuyền ai vậy chồng Thuyền ông tám lé Cái ổng mà nhìn rau gắp thịt đấy chứ ai Đợt này tôi cố làm thật tốt Dành dụm ít tiền Để hai đứa mình đẻ thằng bé Hi hi vừa nói đạt đưa tay vào cái áo bà ba của vợ chồng này nỡm xoan chụp lấy tay đạt đẩy chồng ra rồi cười khúc khích trên đường đi chợ nàng thấy vui vì những điều đạt vừa nói vậy là chồng chị cũng có ý định kiếm thằng bé rồi nghĩ đến viễn cảnh nhà có thêm tiếng trẻ con chị không ngăn được mình tủm tỉm cười hạnh phúc nhưng khi đi ngang qua cái lò rèn của lão thọt tự nhiên chị hơi nhíu mày có cái gì đó hơi bấn an, chợt gọn lên trong lòng xoan. Đạt trở thành bạn thuyền trên thuyền lớn của ông Tám Lé. Rồi lại nhậu với lão thọt. Lão thọt Tám Lé trị phấn, xoan mơ hồ cảm nhận được một điều gì đó. Mua nhiều rượu, ông Năm khạp hỏi. già dạ, xoan giật mình rút ra khỏi dòng suy nghĩ. già dạ, bán cho con 4 lít ạ. À? Trả lời ông Năm xong, xoan quay nhìn về phía cái lò rèn nơi bếp nung đỏ lửa, cái bóng người to bè vẫn hì hục, gò đập. Chắc có lẽ chị tưởng tượng nhiều quá, như Đạt, chồng chị bảo, hàng xóm láng giềng mời nhau ly rượu có gì mà kỳ lạ. Của cô đây, trả tiền nhận rượu, soàn tự nhiên tự cười bản thân mình, nàng thần hồn nát thần tính rồi. Ngửa cổ, nốc cạn ly rượu, Đạt khà khà một cái sảng khoái. Đưa tay bóc con khô hát cấy một loại khô làm từ cá đuối đen. Loại thuộc dạng cực phẩm, kể cả với dân biển. Chấm miếng mắm tre, cho vô miệng, xong gã vỗ đuổi cái đét. Đúng là mồi vợ gã làm là ngon nhất trên đời. Mấy ngày lênh đênh trên biển, dù hầu như đêm nào cũng nhậu lai dài chấm cái bụng, đỡ lạnh cái lưng giữa biển khơi khi đêm về. Thế nhưng, gã vẫn thèm cái cảm giác được ngồi nhà uống ly rượu đủng đỉnh của ông Nam Khạp ăn miếng mồi của vợ gã làm. Hôm nay, được như ý nguyện, mà lại còn thêm mấy tay chiến hữu nữa chứ. Di đô ông thọt, mời ông cái nè. Cảm ơn sự giúp đỡ của ông nha. Nói rồi, đặt cầm ly rượu, uống một nửa, đưa một nửa còn lại cho lão thọt. Cầm lấy ly rượu, lão thọt nốc cái ực, làm miếng khô đi ông. Khi lão thọt vừa đi khuất, tư đen quay ra hỏi đạt. Ủa, mà vụ chuyển lên đi thuyền dài Mày nhờ lão thọt thật đấy hả? Không phải là nhờ, mà là biết nhờ ai, cho việc gì, mày hiểu không? Tư đen im lặng, chờ đạt uống ly rượu, rồi lại chậm rãi đặt ly xuống. Lão này có mối quan hệ với chị Phấn, cái đó tao công nhận. Cái quan trọng là mình phải biết tận dụng lão. Cỡ lão già này chỉ cần hứa chầu nhậu với mấy con hắc cấy là y như rằng lão sẽ làm mọi cách giúp mình ngay. Ờ công nhận, sau hồi đó đi học thì mày ngu như bò, mà mấy cây vụ này mày khôn dữ vậy Đạt. Trước câu tân bốc của tư đen, Đạt cười khẳng khặc, rồi mày sẽ còn phải nể tao dài dài. Nội cái chuyện bắt con hắc cấy này, mày tưởng dễ hả? Đạt kể nhiều chuyện đi biển, chỉ có lão thọt, cứ ngồi im lắng nghe. Ai hỏi gì đến thì lão trả lời hoặc ừ hử. Còn không thì lão cứ tủ tủ uống thôi. Ăn đi ông thọt, đừng ngại. Hắc cấy đấy. Ăn đi ông. Đặt lại bóc miếng khô, quẹt miếng mắm tre, bỏ qua bát của lão thọt. Tội nghiệp, chẳng mấy khi được miếng ngon. Chắc lão giả ngại. Cứ thế, ly rượu cứ chuyển tay nhau. Một lát sau, khi đêm buông dần hơn, khi cơn say ngà ngà hơn, câu chuyện tự nhiên bắt đầu đổi hướng. Lúc này, bàn nhậu chỉ còn lại vài ba người một mớ đã cáo say ra về hết. Sau hôm đấy, mấy người này nhậu lâu thế không biết, khuya lắm rồi còn gì. Năm lần bảy lượt đi lên ngó nghiêng, để rồi đi xuống. Soàn quyết định đi tắm, thôi kệ, cứ tắm cái đã. Đạt có nhậu xong sớm, thì chị dọn, còn trễ quá thì chị đi ngủ trước, sáng dậy dọn sau cũng được. Chồng cô buồn ngủ đi dài, ra đến bờ chuối, rồi bỗng Gã nhìn qua cái xảo quần áo cạnh nhà tắm. Gã thấy xoan, đang đứng phơi bộ quần áo vừa tắm xong. Tự nhiên, gã nảy sinh một ý. Tắm rửa xong, xoan giặt luôn bộ quần áo của mình, rồi bước ra xào móc lên. Tự nhiên, có một bóng người từ phía sau chùm tới. Một bàn tay to lớn, ôm um chầm lấy chị. Nín, anh đây. Chồng, chồng làm gì vậy? Hè hè, tự nhiên này thấy vợ đẹp quá, nên thèm thèm gì mà thèm mọi người còn đầy ra đó nè xoan chụp lấy tay chồng cố gắng đẩy gã ra nè chồng làm gì vậy mọi người còn ở đây mà kệ tụi nó tụi nó đang nhậu không thằng nào xuống đây đâu chiều tôi tí đi chiều thì tí nữa mọi người về đã ai lại làm ở đây nè dù có cố gắng thế nào xoan làm sao chống lại được sức của đạt chồng chị Mặc cho chị phản đối Gã với chị Vẫn ngược chiều nỗi nhớ Khạp nước cạnh nhà tắm Và rồi thì Lại âm thanh vang lên váng cả ốc Kiểu như tây đen thất trận vậy Bố thằng nào chịu được Được mấy ngày bên vợ Mây nước ngừng trôi Tã tời tơi tả Đạt cũng lại ra đi Dù theo những gì gã bảo với soan Đi đợt này ngắn ngày thôi Tầm đâu đó một hai tuần là về Đạt đi rồi để lại trong lòng xoan một mớ ngổn ngang vẫn có cái gì đó thiếu thốn nơi chồng mình mặc dù anh là người đàn ông đầu tiên và duy nhất mà cô trao thân gửi phận cả cuộc đời không hiểu được học ai tự nhiên đợt này về đạt cứ lôi chị ra mây mưa khắp xung quanh nhà khi thì ngoài nhà tắm lúc thì đang trẻ củi ngoài sân thậm chí có bữa chị vừa đi chợ về tay còn cầm đủ thứ đồ ăn mở gã cũng lôi chị vào mấy bụi chuối ngay trước nhà có khi bãi cỏ ngọt nhạm hết cả người nhưng cũng chính cái đêm đó mà giờ chị rất ngại không biết phải đối mặt với lão thọt làm sao cái đêm uống rượu đó lão thọt đã nhìn thấy hai vợ chồng nàng làm chuyện kia trước khi đi đạt con dặn vợ là vợ ở nhà thỉnh thoảng có đi ra chợ nhớ ghé cho lão thọt chục trứng gà con mắm giúp tôi đợt này tôi chuyển lên đi thuyền dài cũng một phần nhờ lão ấy đấy mà tôi cũng có nhờ lão thỉnh thoảng ghé qua nhà xem vợ có cần sửa chữa gì thì giúp cho một tay dù gì lão cũng là đàn ông thọt nhưng vẫn khỏe hơn vợ nhiều nhà mình có cái gì mà sửa chữa đâu rảnh quá toàn lo chuyện bao đồng thôi thì bởi vậy tôi nói vợ đàn bà nó nông cạn tôi nói lão như thế là để coi như mình cũng có việc nhờ lão thì khi nhận đồ từ mình người ta mới đỡ ngại chứ Ngày đến thế soạn cũng cứ ừ cho chồng an tâm nhưng rồi thì nàng không ngờ rằng lão thọt đến giúp chị thật mặc dù nàng cũng chẳng nhờ gì mấy ngày sau cái buổi nhậu lão mang đến nhà một cái dịp đó rèn bằng sắt sau một hồi lui cui lắp ráp ngoài nhà tắm Xoan tròn mắt khi thấy hóa ra đó là một cái vòi y như hình búp sen bên trên là nơi chứa nước chỉ cần gạt cái cần là nước từ cái vòi chảy ra không cần phải múc nước xối lên người khi chị vẫn còn đứng thẫn thờ ra chưa biết phải nói gì thì lão thọt thu gom đồ đạc bước thấp bước cao ra về rồi xoan cũng túm mấy con khô thỏi thịt bó rau qua coi như lời cảm ơn vì lão nhất quét không chịu tính tiền công cái vụ vòi búp hoa sen ấy. Rồi sau đó, thỉnh thoảng bó rau, khi thì còn cá, còn tôm. Dần ra, xoan và lão thọt có vẻ cũng tự nhiên với nhau. Kẻ cũng lạ mà, về làm dâu xứ này cả năm. Cũng sỏi lợi chào hỏi, làm thân với nhiều người. Nhưng không hiểu sao riêng lão thọt, chị chưa khi nào tiếp xúc. Hay cũng có thể do e ngại về mấy vụ tin đồn kia. Nên chị cũng ngại lai vãng càng tiếp xúc xoan nhận ra lão ít nói khá lầm lì nói là an tâm cũng không hẳn là đúng nhưng thật sự để gọi tên cái cảm giác đó ra chị không biết phải nói thế nào kiểu như trước mặt lão chị cảm giác như lão có thể hiểu thấu được chị cứ như thể chị nghĩ gì muốn gì lão đều có thể nhìn ra và cũng qua tiếp xúc nhiều lần xoan cảm giác hình như đêm trăng ấy lão không thấy chị hay ít nhất biểu hiện của lão làm chị yên tâm như thế mà kệ đi có thấy cũng có sao đâu chuyện người ta quan hệ mà dù gì thì chị cũng thấy lão một lần rồi lão thấy lại có sao đâu nghĩ thế xoan thấy vững tâm hơn rồi bất giác xoan sờ vào hai gò má mình thuyền lại về không khí buổi sáng sặc mùi muối và mùi cá biển bắt đầu vào mùa cá cơm rồi Năm nay thím sáu dạy con cách làm nước mắm với nhà thím. Cái đó dễ ở chứ có gì. Bây cứ đem về rửa sạch đi. Tao qua tao chỉ. Xoàn vẫn thoàn thoát lựa và phần cữ cá. Nhưng lần này, chị cố tình bỏ ra riêng, tầm chục con loại một. Không cần đạt phải dặn, chị cũng biết chừa ra đó cho lão thọt. Vợ ra để riêng thêm mớ tôm nha, chờ tôi đem đi nhậu. Đạt dặn với xuống, khi thấy vợ đang ngồi soạn đến mớ tôm cua. Dù đã thuộc dạng nhanh tay, lẹ chân, thế nhưng khi xoan xong hết việc thì cũng đã hơn 3 giờ chiều. Nàng đi lên nhà, định gọi đạt cầm cá qua cho lão thọt, thì thấy chồng đang loay hoay giang chân nằm ngủ gáy khò khò. Cũng không muốn đánh thức chồng, chị bỏ mấy con cá vào túi. Bỏ vào thêm mấy cục nước đá, lấy cái nón lá rồi tranh thủ đi, sẵn cá còn tươi với lại tranh thủ đi sớm cho lão nấu cơm chiều mà ông thọt ơi đứng ngay trước cửa xoan kêu quái lạ hôm nay lão thọt đi đâu mất ngó vào trong một lúc chị lại gọi ông thọt ơi vẫn không thấy ai xoan bước luôn vào trong nhà đi vòng qua cái lò nung vào trong buồng rồi đi hẳn ra cái nhà tắm ở phía sau ăn thông với buồng ngủ của lão căn tròi vẫn im lìm đứng suy nghĩ một lát chị quyết định treo cái bịch cá ngay cửa tủ bếp của lão rồi quay ra đi về thế nhưng vừa đúng lúc ấy có một người khác cũng bước vào trong căn tròi là cô phấn vừa nhấc thấy phấn xoan tự nhiên giật thoát người thay vì bước ra chị lại thụt người vào trong không hay biết sự có mặt của xoan sau khi đứng bên ngoài ngó ngó vào một lúc cô phấn bước luôn vào trong nhà đi thẳng vào buồng và ngồi xuống mép giường hôm nay nàng không còn mặc bộ áo dài mở thay vào đó là bộ bà ba màu hồng nhạt dù là phụ nữ nhưng xoan vẫn phải công nhận là chị phấn thật xinh đẹp từ gương mặt làn da đến cả vóc sáng nữa bộ bà ba nàng mặc đã cũ thế nhưng khoác lên người nàng sao vẫn thấy nó thướt tha đến lạ lùng như đã quá thân thuộc với căn tròi phấn cứ ngồi đấy khẽ đong đưa hai chân đứng từ phía nhà tắm ngó ra xoan tự trách mình vì hoàn cảnh hiện tại lúc nãy sao chị không bước ra luôn có phải hay hơn không tự nhiên giờ như này làm sao mà đi ra được đây rồi chị phấn sẽ nghĩ gì về mình mà giờ đứng đây đến bao giờ không lẽ cứ chờ mãi đúng là không có cái ngu nào như cái ngu nào một lát lâu sau trôi qua xoan bắt đầu sốt ruột thì lại có tiếng bước chân vang lên từ cửa căn chòi, lão thọt về, vào đến cửa nhìn thấy cổ phấn, lão hơi khựng lại, kiểu hơi giật mình tí, không phải giật mình vì sự hiện diện của phấn trong nhà, mà vì giữa hai người chưa khi nào hẹn nhau, khi nào gặp, đơn giản khi nào nàng muốn thì cứ đến thôi, nhưng rồi cũng chỉ một thoáng thôi, gần như ngay lập tức lao lấy lại vẻ bình thường, bước từng bước khập khiễng, lão ngồi xuống giường, như chỉ chờ có vậy phấn choàng qua ôm lấy lão này gấp vậy em lão thọt cười hỏi em nhớ anh quá nhớ anh hay nhớ thằng em của anh em em nhớ cả hai câu nói cuối cùng của phấn đã đẩy cả hai người ngã nhào luôn xuống cái giường xoàn cố gắng không nhìn cái cảnh đó nhưng đôi má cô cứ ửng đỏ lên và đôi mắt lại len lén qua khe vách lúc nào không hay mặt trời đã khuất bóng, dù chỉ mới hơn 5 giờ chiều. Thế nhưng, những ngày tháng 8, trời tối rất nhanh. Mấy tháng nay, cuộc sống chị sao tự nhiên loanh quanh hết cả. Hài lòng với cuộc sống vợ chồng, và cũng chỉ mong có cuộc sống vợ chồng bình dị. Vậy mà sao ông trời lại cứ trêu ngươi người ta? Cũng vì ba cái vụ gái trai đẩy chị vào hết chuyện này đến chuyện nọ. Và hôm nay, soàn xấu hổ đến mức ước gì đất dưới chân mình nứt ra để chịu chui xuống đấy. Khi lão thọt bước vào nhà tắm, lão thấy xoan đang ngồi bệt xuống đất, dựa lưng vào vách nhà tắm, đưa mắt nhìn mình, cái nhìn thất thần. Phải, xoan nhìn lão thọt bằng cái nhìn thất thần, vì lúc này trong đầu chị không còn biết suy nghĩ gì nữa. Cách đây ít phút, chị đã chứng kiến cái cảnh quan hệ không nên thấy giữa hai người. Vì lúc này, chị vẫn chưa lấy lại bình tĩnh xoan lắp bắp định mở miệng giải thích thì lão thọt lên tiếng trước cảm ơn cô cho mấy con cá chiều tôi sẽ nấu ăn nói xong lão đứng hơi nép vào vách né cửa nhà tắm ra xoan loanh quanh đứng lên đưa tay phủi phủi đít quần à không có gì của anh đạt cho ông ấy tôi tôi về đây đạt không có nhà bịch tôm tích tướp đá cũng đã mất tự nhiên xoan cảm thấy hụt hẫng hụt hẫng do đâu thì bản thân nàng cũng không biết. Chị chỉ thấy buồn và trống rỗng. Ngồi lên cái giường che nhỏ, đặt ngay hiền trước nhà. Chị thẫn thở một lát rồi đi xuống bếp lấy nồi đi nấu cơm. Loài hoài với việc tay chân một lát, xoan dần lấy lại được bình tĩnh. Bất giác, chị phì cười bực mình khi đi về không thấy anh ở nhà. Chắc là không biết giận ai nên tìm chồng mà xả đây. Tính ra thì anh không có nhà như thế này lại hay. Chị sẽ không phải nói chuyện gì với anh cả. Không phải giải thích sao lại về chế sao lại như kẻ mất hồn thế này. Tóm lại là Soan có thời gian một mình để tĩnh tâm, để quên đi những gì đã trải qua. Nhưng chắc dù có bình thường cỡ nào, thì chị cũng không thể như không có việc gì đối diện với lão thọt. Tốt nhất là ít gặp vẫn hơn. Cơm nước dọn dẹp một lát, khi trời cũng đã tối. Ngoài vườn, dù côn trùng kêu lên giả xích, xoan lấy đồ đi tắm ngay. Bước vào nhà tắm, cảm giác xấu hổ lại làm má chị nóng lên. Sao mình có thể ra như vậy được chứ? Lại còn ở ngay trong nhà của người ta. Cầm cái gầu cũ bằng cao su đen, xoan thả nhanh xuống giếng. Cô cố, cố gắng múc nước thật nhanh để suối xả lên người. Cho vừa đi cái bứt rứt trong người chị sẽ không nghĩ về nó nữa đạt bây giờ gã đang ngồi nhậu trong nhà ông chủ thuyền lớn ngay từ lúc bước vào căn nhà được mở điện sáng choang đạt đã thấy choáng ngợp ngồi xuống bàn gã há miệng ngó khắp căn nhà được xây bằng gạch quét vui trắng tinh bên dưới nền lót gạch tàu đỏ au đi lên mát lạnh cả bàn chân mặc dù đã tắm rửa rất kỹ lưỡng trước khi sang thế nhưng nhìn bàn chân đen sì của mình trên nền gạch sáng bóng bất giác đạt sợ chân mình làm bẩn nền nhà tất nhiên những điều ấy chỉ là gã tự cảm nhận là một người có tinh thần tự tôn khá cao thậm chí có phần hơi cao ngạo lẽ dĩ nhiên gã không thể hiện sự ngưỡng mộ ấy ra bên ngoài nhưng rồi đến khi chị phấn bà chủ nhà cùng chị người làm dọn đồ ăn lên thì đạt đã bị đánh gục thật sự dù chỉ là bữa nhậu mời thợ thuyền, mở đồ ăn trên bàn, nhìn cứ như đám rỗ, thậm chí có những món đạt chưa lần nào nhìn thấy trong đời. Mấy chú ăn uống tự nhiên nhé, đừng ngại. Chị Phấn đon đả mời khách. Hôm nay, chị mặc bộ đồ thật đẹp, áo sơ mi trắng cộc tay, cùng với cái váy hoa xòe dài qua gối. Nhìn chị vừa đậm nét nhẹ nhàng, sang trọng của bà chủ nhà giàu, nhưng vẫn có một nét gì đó đỏng đảnh. Cái áo sơ mi được may đo rất khéo, làm tôn lên những gì tròn đầy chĩa về phía trước như chào mời. Cái váy hoa xòe với phần lưng váy màu đen, khít chặt vòng eo thắt đáy lưng ong trước khi xòe rộng ra. Hè hè, chị yên tâm, cứ để đó qua chăm anh em cho. Nói đoạn, ông tám lé nhìn sang đĩa rau quay sang, gắp con cá khoai to cho vào chén đạt. Đúng là nhìn rau gắp thịt là có thật. Đạt đem ăn tự nhiên nhé. Trời ơi, tôm tích em đem qua ngon hết chỗ nói. Nhưng mà qua nói nghe nè, bữa sau đừng có vậy. Sự hiếu khách của gia đình chủ nhà, cộng với trên bàn có rất nhiều anh em bạn thuyền là người quen. Dần dần, Đạt cũng bớt đi sự e ngại và lấy lại sự tự nhiên. Lại thêm khi rượu bắt đầu chuyển tay, theo câu chuyện, rượu trong chai bơi dần. Đạt nhận ra mình thuộc dạng đô mạnh trong bàn. Thế là sự tự tin lại được đẩy lên cao. Gã bắt đầu trò chuyện rôm rả và thấy vui vẻ lên rất nhiều. Đêm dần về khuya, dù là thuộc dạng ăn thúng uống thủng, nhưng Đạt cũng đã ngà ngà say. Thế nhưng gã vẫn chưa muốn ra về. Hoặc ít gã muốn mình phải là người về sau cùng. Đặc biệt trong lần đầu đến nhà ông chủ mới như thế này. Đứng lên đi đái. Nhưng khi đi được nửa đường xuống nhà vệ sinh, nghĩ thế nào Gã lại quay lại quẹo ra ngoài vườn Dù sao thì chĩa ra ngoài vườn như này Vẫn thoải mái hơn mà Sao có nhà vệ sinh không đi Mà lại đi bậy thế chú em Đang thoải mái Đạt giật bắn người Với tiếng nói ngay sát sau lưng Quay người lại Thì ra đó là chị Phấn Không biết chị ta đứng sau lưng gã từ bao giờ Dạ chị Đạt lúng túng Dạ tại em quen đi ngoài này Nên ra đây cho thoải mái chị trong nhà em cứ không quen chú không phải chê nhà tôi xấu hả đâu có chị trời ơi nhà chị đẹp quá luôn ý em chỉ ước có được cái nhà chỉ cần bằng một góc nhà chị là em mừng lắm rồi vậy hả chú chỉ thấy nhà chị đẹp thôi hả lúc này phấn nơ bước thêm một bước đứng rất gần đạt rồi gã nghe được cả hơi thở của chị điều này làm đạt lúng túng cậu không sao từ chối được người đàn bà mời gọi ấy hai người dựa vào nhau một thiếu một thừa và tất nhiên là phấn điêu luyện đến mức độ như thế nào rồi phấn đã đưa đạt đến cái bến bờ hạnh phúc mà có mơ đạt cũng không bao giờ dám nghĩ tới rồi hai người làm chuyện vợ chồng ngay tại cái bờ chuối nhất là cái khoản kèn sáo thì không thể thiếu được với phấn rồi sau buổi tối đó đạt bực mình với vợ thường ngày đi nhậu về xoan lúc nào cũng ngồi chờ gã ở cửa ấy vậy mà lần này chẳng thấy chị đâu vào buồng thì thấy xoan đã nằm ngủ quay mặt vào trong đạt bước ra ngoài rửa chân rồi cũng leo lên giường nghĩ lại chuyện may mắn nhất trên đời này vừa trải qua gã mỉm cười rồi chìm vào giấc ngủ phấn nơi chị đẹp quá thế nhưng sáng ra tự dưng xoan trưng cái mặt sưng sỉa hỏi gì cũng không nói Bảo gì cũng không thưa Ban đầu Đạt cũng hơi trột dạ Thế nhưng khi ngồi điểm lại toàn bộ sự việc Đạt chắc cú rằng Không thể nào Vợ phát hiện được chuyện lén phén đêm qua rồi Cái kiểu này Chỉ một lý do duy nhất Là tại gã đi nhậu về trễ Chắc bỏ vợ tan cơ một mình Nên giận mình đây Mà như thế thì đúng là thiển cận rồi Chẳng biết trông rộng nhìn xa gì cả Muốn có tương lai sáng lạng Thì giờ phải chịu cực khổ một tí thôi. Ăn cơm một mình bữa có chết ai. Đến chiều, không chịu nổi cái không khí bức bối nữa. Gã đi qua lò rèn, dù ông thọt uống rượu. Chẳng biết rượu vào lời ra thế nào. Đâm ra cái nhau một trận, với tay bảo vệ trường. Rồi tay bảo vệ bị tém hết người. Tất cả bị bắt lên xã hai hôm rồi. Ngồi ở cái bàn đóng bằng gỗ mù u, đã xỉn màu ở nhà chị phấn nhăn nhó rồi thỉnh thoảng lại vỗ vỗ lên bàn ông tám nhà chị cái gì cũng được nhưng hễ dính tới nhà nước là ổng không ưa đâu thằng đạt nó dại quá dạ mai là ra khơi rồi mà lại đi gây sự như vậy giờ phải làm sao chị em lo quá xoan vừa nói vừa xoắn xoắn hai tay vào nhau chốc chốc chị lại hớp một ngụm trà quả thật phận đàn bà con gái như chị việc bếp núc vườn tược thì chị Thạo... Nhưng đụng đến nhà nước, chính quyền... Chị quính hết lên... Không biết phải làm gì... Thế nên chị mới chạy tìm chị Phấn... Mà cầu cứu giúp chồng... Hên là hôm qua ông Tám Lé... Ông mới đi lên huyện... Nên chuyện này chưa tới tài ông... Giờ trước mắt phải lo vụ chính quyền đã... Mà giờ nó đang ở trên ủy ban hả? Dạ tối qua người ta xuống bắt ảnh luôn... Giờ ảnh với ông Thọt đang trên đó... Thiệt cái thằng tôi để chị đi lên đó xem thế nào chị phấn đứng lên định bước thì thấy ngoài đầu ngõ đạt đang lẩn thẩn bước vào Ở kìa về rồi kìa chị phấn mới qua sao rồi chuyện sao rồi không trả lời lại lời chào của đạt chị phấn quay vào lột cái nón ra hỏi dồn đạt ngồi xuống xoàn rót cốc nước đưa cho chồng từ lúc đạt bước vào nhìn sắc mặt chồng chị chưa dám hỏi lời nào dạ mọi chuyện xong rồi người ta cho em về rồi, phước đức, vậy là không sao, nhờ trời à, vậy là thằng cha bảo vệ trường cũng không bị gì hả? Dạ thằng già đó thì không bị gì, chỉ bó bột cái tay thôi. Nhưng mà em được về là nhờ lão thọt, ông già đó ông nhận hết tội. Sao? cả xoan và chị phấn cùng hỏi. Để công nước xuống bàn, đạt nói, thì lão thọt ông hỏng cho em nói gì hết. Ông nhận là người gây sự với tay bảo vệ Mà kỳ lạ là mấy thằng trên ủy ban nó tin Em có giải thích lại Em mới là người làm Nhưng tụi nó cứ nói em đừng có bảo vệ ông già Cả xoan và phấn nhìn nhau Cũng không biết nói gì nữa Một lát sau Phấn chép miệng ai Thôi vậy cũng tốt Xoan no nấu cơm Nấu nước cho chồng ăn đi Còn chú Tắm rửa nghỉ ngơi tí Rồi chuẩn bị đi Mai thuyền ra khơi rồi đó Chuyện còn lại để đó chị lo cho Có gì mới Chị cho hai đứa hay Tiến chị phấn ra cửa Xoan dặn với theo Chị, chị trông lo dùm em Coi ông thọt có bị gì không nha chị Mặt trời lên cao Trưa nắng oi ả à, Đạt vẫn ngồi ở bàn nước Chốc chốc lại thở dài Đứng nấu cơm ở cái khạp nước sau nhà Bất giác Xoan nhìn cái vòi búp sen rồi nghĩ về người làm ra nó. Đêm đã dần buông, chồng xoan ra khơi, không biết bao giờ trở về. Lão thọt vì tội che giấu cho đạt mà bị tay bảo vệ ghét quá. Bị anh em dạy dỗ cho một trận, giờ đang ốm bệnh, nằm ở nhà không ai chăm sóc. Xoan thấy ái náy trong lòng vô cùng, trời nhá nhèm tối. Nàng bước nhanh về phía cái chợ không người, nơi có cái mái nhà bằng tre lụp sụp đó. Đây là một sự cảm ơn đến lão thọt hay là sự dạo dực trong con người đàn bà đây đêm hôm ấy lần đầu tiên cô dùng khăn ấm lau người trong thợ rèn tức cảnh sinh tình họ đã không giữ được lòng mình lão thọt khẽ nắm lấy bàn tay xoan mở nói xoan à em đẹp lắm hãy cho ông già này một lần nhé được không tôi tôi không thể tôi có chồng rồi mà xoan thì thầm nhưng trái tim như đập loạn nhịp, mất kiểm soát. Và rồi, xoan tuột tay lão ra, chạy nhanh ra phía cửa. Đột nhiên, nàng dừng lại, quay người, nhìn lão, rồi khép cánh cửa bằng gỗ mục lại cho kín. Tuy nhiên, thì nó chỉ là nửa kín nửa hở mở thôi. Rồi nàng quay lại phía giường, trong sự ngỡ ngàng của người đàn ông. Chiếc giường cũ quá rồi, chiếu thì rách bươm, có cũng như không. May mà còn có cái ổ rơm khô và đám lá chuối chứ đôi chân đã bé còn thọt thế này mà kê lên thì có mà vỡ mồm nàng ngồi sát cạnh lão và lão đặt lên chị một nụ hôn nồng cháy hai người vớ vội vớ vàng đống rơm khô rồi trải ra giường không ai bảo ai cả nụ cười đã nở trên môi ngày mai có trôi về đâu thì kệ chiếc quần lót trên nàng đã ở dưới đất rồi và cái điều làm xoan hoài nghi nhất là tại sao đàn bà con gái ở cái làng này cứ thích và đeo bám lão như vậy cũng có lẽ bởi cái của quý có một không hai mà bất cứ thằng đàn ông nào cũng không có được xoan thấy hạnh phúc vô cùng con người ta trong sự thiếu thốn khi mà được giải phóng thì như tức nước vỡ bờ vậy là những tin đồn thổi về ông thọt lần đầu tiên cô cũng được trải nghiệm có lẽ nào xoan đã trở thành cô phấn thứ hai làng quê miệt biển ở một tỉnh lẻ miền tây cuộc sống bình dị đàn bà hàng ngày vá lưới xẻ khô chăm sóc vườn tược cửa nhà trẻ con thì một buổi đến trường một buổi tụ tập nhau hò hét chạy nhảy khắp xóm thanh niên lớn lên theo cái ghe cái thuyền ra khơi mang trong mình khao khát về một cuộc sống tốt đẹp duy chỉ có một lão già chân thấp chân cao hàng ngày kiếm sống bằng việc rèn cây búa cây dao xóm vắng bóng đàn ông nên lão ngơi việc ra thỉnh thoảng đến giúp nhà này nhà nọ mấy việc cần đến sức lực và nhờ thế lão rất được mọi người quý mến thương yêu xin mời quý vị và các bạn đến với câu chuyện rất hay thứ hai mang tựa đề một đêm của bà thím với ông hoạn heo ở cái huyện nhỏ miền núi này ai cũng biết đến ông thông tại vì ông có nghề hoạn lợn do học mót được của một người anh em ở dưới đồng bằng. Thế nên, mấy chục năm nay, ông Thông kiêm luôn việc thầu hoạn heo của làng. Hàng tháng, ông Thông vẫn đến từng nhà, nhìn các chuồng heo, ghi sổ rồi nghiên cứu hoạn. Lương thợ hoạn ở cái làng, ở cái xã này giỏi lắm, chỉ răm trăm ngàn mỗi tháng. Nhưng không hiểu sao, thấy ông có vẻ dùng rỉnh lắm. Ông Thông năm nay 49 tuổi rồi. Còn nhớ hồi ông bắt đầu học cái nghề này hai năm trước, tay ông run lắm. Mỗi lần ông cảm thấy con vật nó đau, nó la hét. Là ông cảm nhận nỗi đau của nó, ông thương. Con vật cũng như con người mà, nó cũng có nhu cầu sinh lý bình thường của nó. Tự nhiên, mình lại triệt cái giống nó đi. Ông vô cùng dai dứt và náy. Và điều này càng thấm thía hơn. Khi mỗi lần ông đỡ đẻ cho trâu bò lợn gà, nhưng bởi vì hồi đó gia cảnh khó khăn quá vì miếng cơm manh áo ông cũng nhắm mắt học bằng được cái nghề ấy bởi ông làm theo kiểu kinh doanh tốc độ ào ào đầu tiên là một con gà hai con gà rồi ông chuyển sang con chó thạo tay hơn nữa ông lại chuyển sang lợn cho đến hai ba mươi con một lần mỗi lần cầm tiền từ khách hàng thì nỗi dằn vặt khi nãy lại tan biến thay vào đó là niềm vui khi nhận tiền công Vậy là hết con này đến con kia Ông cứ là rạch xong Là sát trùng một cái Là thả nó xuống Mặc cho nó tự lành sau 2-3 ngày Khi đã vượt qua giai đoạn Lao vào làm bất kể việc gì Trong nghề thú y để kiếm sống Ông Thông cũng thương con vật Đã gây tê Tại vùng mổ cho nó đỡ đau Mày vết mổ, sát trùng Bơm kháng sinh chống viêm cho nó Điều này càng khiến cho người trong làng Thấy ông có trình độ và cao tay nhưng rồi chính cái nghề này lại dẫn dắt ông đến với mối tình vụng trộm không dứt ra được vợ của ông thông là bà thu hai ông bà bằng tuổi nhau ngày trước bà lấy ông thông cũng chẳng có tình yêu ngày ấy trai gái có biết yêu đương là gì đâu toàn do bố mẹ sắp đặt cha mẹ đặt đâu thì con ngồi đấy bà chê ông là người bé tí như con chuột già đèn xấu xí còn ông hồi đó thì chê bà con gái gì mà to như cái cối lỗ Thế này có mà ông bẹp dí à Thế là từ ngày cưới Hai vợ chồng còn chẳng biết ngủ bên nhau như thế nào Làm thế nào để có con Sống bên nhau dần dần cũng có cảm tình Đúng là cái nghĩa cái tình chồng vợ Nên đã vượt qua mọi rào cản Bà Thu rất chu toàn Làm dâu hiền vợ Thảo Làng trên xóm dưới Ai cũng phải tấm tắc ngợi khen Úi trời ơi con bé thu đẹp người đẹp nết. Thằng Thông đúng là mèo mù vớ phải cá rán. Nghe người làng kháo nhau như vậy. Thành ra thì ông Thông hồi đó lại say bà như điếu đổ. Cả đời bà chẳng ra khỏi lũy cha làng. Làm dâu nhà ông Thông. Bà ngày ngày ra đồng cày sâu cuốc bẫm. Rồi về chăn nuôi lợn gà. Bà sinh liền hai người. Đều là hai con gái. Nhưng đã đủ định mức sinh đẻ nhà nước giao cho nên dừng lại. Từ ngày chăm vợ đẻ, Ông Thông tự nhiên lại phát tướng Người to béo phong độ Cho đến giờ người ta cứ trêu là ông giám đốc thợ hoạn Hay ông giám đốc về làng Còn bà Thu Từ ngày sinh con Chả kiêng cữ được nhiều Chẳng biết phải bị hậu sản hay không Mà trước thì béo tốt Màu mỡ bao nhiêu Thì giờ lại gầy teo gầy tóp bấy nhiêu Bởi thế mà Cái chuyện ông hoạn lợn Và cô gái làng có chấm mút với nhau Người dân ở làng này đều biết tỏng Dẫu chuyện đã mấy năm rồi, nhưng mối tình hoạn heo giữa ông Thông 47 tuổi và cô Đào 32 tuổi vẫn cứ dầm dàn như mấy hôm nào. Bởi hễ có chuyện ông nào có ý đồ lén phén là y như trang rằng câu chuyện hoạn heo này lại được lôi ra để răn đe cánh đàn ông ở địa phương này. Ở cái quê nghèo này, nhà nọ cách nhà kia chỉ một quãng sông nhỏ, lén phén thế nào mà ông Thông lại mắc phải lưới tình của cô nàng bên kia sông. Cô đào này hơi chập chăng, vì thế nên đến đầu ba rồi mà vẫn chưa có chồng. Ở cái vùng đất bán sơn địa nghèo khó này mà từng tuổi ấy vẫn chưa anh nào dòm ngó đến thì đã bị coi là ế chồng ế chơ rồi. Nhưng cô đào lại rất vui tính, lúc nào cũng cười, kể cả những lúc không có ai. Có lẽ chính vì cái cười ấy mà mọi người mới nói cô không bình thường, vì không có ai dám làm chồng. Thế nên cô đảo chỉ thui thủi một mình trong căn nhà cấp 4. Cũng khá là khang trang. Đấy là công sức cô dành dụng được từ việc nuôi hàng chục con heo mỗi mùa. Rồi chẳng biết cơ tự lúc nào mà cũng có được một đứa con gái. Đứa con gái sinh ra khiến cả làng sầm xỉ. Nhưng chẳng ai dám đứng ra nhận mình là tác giả. Người trong vùng chỉ đoán giả đoán non. Rồi cũng tặc lưỡi cho qua vì thấy cảnh đơn chiếc của cô gái hơi hơi ngứa ngẩn này. Đúng là gái một con, trông mòn con mắt. Cô Đào tuy hơi mập, thấp một tí, nhưng là người vô lo, vô nghĩ hay sao? Ăn được ngủ được, người cứ nảy nở, tràn trề nhựa sống. Mấy ông sồn sồn trong làng, cũng ao ước, khát khao lắm chứ. Nhưng mà là vì sĩ diện, ở gần làng trái dám lén phén. Duy chỉ có ông Thông, nhà lại cách một con sông. Ấy vậy, lại dễ làm ăn. Một lần thì ông Thông sang bên kia sông, vừa đi qua cổng nhà cô Đào. Trời bỗng nhiên đổ trận mưa đá. Ông chạy vào chú mưa, bắt gặp thấy cảnh bỏng mắt. Thấy cô Đào đang cho đứa con 19 tháng tuổi ăn sữa. Nó đập vào mắt ông, trắng nõn căng tròn như trứng gà bóc. Đúng là của đàn bà một con có khác. Điều ấy khiến ông thợ hoạn tít mắt, nhòm nhòm ngó ngó, mắt thì đảo đảo rồi làm quen bắt chuyện. Em Đào à, tên là Đào mà chả Đào tí nào. Anh, anh dai nói em à, thì còn ai vào đây nữa? Bé ngoan thế nhỉ? Để ông rung rung cho sữa ra nhiều nhé. Cô Đào chẳng biết chuyện gì, thấy đứa bé cười ngoan ngoan. Cô nghĩ ông già này dỗ trẻ khéo quá. Nói thật với các bác chứ, ở nhà quê đất này, thế là ghê lắm rồi. Giá như mà gặp phải người đàn bà khác, thì đã xảy ra chuyện lớn rồi. Nặng ra là ông thợ hoạn sẽ bị một cái tát nảy đom đóm mắt, còn nhẹ thì tổ tiên cũng sẽ được ăn một lô của không ngon. Nhưng không, tuy đẩy tay ông thợ hoạn ra, miệng thì mắng mỏ. Cái đồ con khỉ cứ lợi dụng người ta thôi. Nhưng rồi ngay sau câu mắng rất khẽ, rất dịu dàng ấy. Ông thông thấy vậy cũng cười theo. Thấy thái độ ấy, nhận ra ngay cái tín hiệu đèn xanh rồi tín hiệu đồng lõa cô đào có lẽ đã chịu đèn nên ông thông càng làm già và cuối cùng thì thằng bé bị vứt lăn lóc sang bên giường để nhường chỗ cho mẹ nó với ông thợ hoạn đúng là bao năm nay chuyện giường chiếu của ông với bà vợ già không có bị gì cả bà nhà cứ lờ đờ như tàu điện ngầm lúc nào cũng kêu mệt kêu đau xương nhức khớp chưa bao giờ ông đã đợi đến thế này và từ đó cứ tối về nằm cạnh vợ là ông Thông không sao quên được cái câu chuyện trời mưa đó. Người ông cứ hừng hực, phừng phừng như dê. Mấy dạo này vợ ông lại thấy chồng mình khỏe ra. Đêm nào cũng hùng hục cày sâu cuốc bẫm. Bà rất là vui vẻ, cảm thấy mình cũng dẻo dai và yêu chồng mình hơn. Nhưng mà ông Thông ra thế nào ấy, vẫn còn thỏm thèm thòm thèm cái gái trẻ. Ông Thông ngày nhớ đêm mong đến cô đào bên kia sông. Bà Thu à, tôi sang bên sông kiểm tra đàn lợn ông khách thế nào, sang học hỏi ít kinh nghiệm. Gớm, người ta phải học ông ý, bà cứ tin tưởng ở tôi nha. Thế nha, thế là ông thông ghé thăm chuồng heo của nhà cô Đào. Đào ơi, có nhà không em? Tôi sang kiểm tra đàn lợn nhà cô, có con nào bán được không? Ý ý, ơ ờ, bác ơi, lợn kia cơ mà. Ừ, thì bà chủ đàn lợn này cũng phải khám chứ xem cám ba thế nào để còn biết đường cho ăn chẳng biết thăm nom kiểu gì nữa nhưng những hàng tiếng đồng hồ sau khi mới thấy ông thông ra về vẻ mặt có chiều khoan khoái lắm bà thu vợ ông thông bận rộn ở vườn bận chăn trâu cả ngày cũng chẳng mấy thời gian quan tâm nhưng tiếng bóng tiếng gió lớn thành tiếng bão cả làng đồn ầm lên vì thấy ông thông đến nhắn cổng nhà cô đào như đấm vào lỗ tai vốn đã nặng vì một lần bị bom nổ ngay sát khiến người đàn bà nông dân quê mùa ấy cũng phải ngách mảng nhĩ lên để nghe ban đầu thấy bà hàng xóm bảo bà thu bà thu ơi bà đừng bảo tôi nhiều chuyện nhé chỗ chị em tôi mới nói có gì thấy bà na con gái tôi chở đò bên sông ai đó giống chồng bà lén phén với cái cô ngẩn ngơ bên xóm có mấy người nhìn thấy không không có đâu lão nhà tôi già rồi của nhà còn bơi ra đây này Ừ Thì mình có chồng thì để ý xem Đàn ông bây giờ danh ma lắm Khéo lại hóa cáo rồi đấy Bà Thu cười gạt cho qua chuyện Vì bản tính người phụ nữ quê mùa Bà không nghĩ chồng mình Lại làm cái chuyện động trời đó Vì dẫu sao cũng đã hai mặt con rồi Cũng đã tình nghĩa vợ chồng Gần hai chục năm rồi cơ mà Việc ông Thông lén lút ngoại tình Đã diễn ra vài tháng chứ không ít mới đầu bà thu chỉ nghe nói ông chồng mình ăn nằm với một người phụ nữ không chồng ở làng bên nhưng nghĩ đến con đến thể diện của mình và của chồng nên bà thu lại cố giữ bình tĩnh cố nghĩ ra cách để chồng tỉnh giấc quay về lâu dần bà cũng phong thanh vị trí rồi tên tuổi người mà chồng mình phải lòng bà quyết lập kế bắt quả tang đêm đó bà thu không tha cho chồng mình ơi Thế nào người em cứ nóng hừng hực ra đây này. Em bị ốm rồi, chắc em chết mất thôi. Bà lấy tay ông đặt lên vòng 1, vòng 2, rồi cuối cùng là vòng 3. Ông mới run cầm cập, vì dạo này ông đã kiệt sức với cô đào tư mảnh mảnh rồi. Bà ơi, tôi cũng yếu quá. Sao dạo này bà hồi xuân hay sao? Mình ơi em chả biết nữa, em như cái thùng không đáy ý. Sau một tuần ở nhà vì trời mưa rầm rể, bà Thu không động đến ông nữa. Hôm ấy tạnh giáo một cái là bà đi ngay. Bảo đi thả trâu ở tít chân núi. Đi được nửa đường, bà quay về thì thấy chồng không có nhà. Biết chắc chắn ông chồng mình đang ở bên cô Ngẩn rồi. Bà gọi em chồng và cha mẹ chồng lập hội đồng bắt quả tang. Em à, bố mẹ dạo này, chồng con bỏ bên nhà cửa, theo cô đào ở bên sông. Đây không phải là chuyện con bịa đặt, bố mẹ và các em cũng đã từng nghe rồi đúng không ạ? À? Con muốn giữ hạnh phúc gia đình, con cần sự có mặt của các em và bố mẹ. Con ơi, có chuyện gì cũng phải bình tĩnh chứ, nhẹ nhàng nhơ, đừng có mà giả néo đứt dây, lạt mềm buộc chặt. Vậy là y như rằng, không phải mưa tháng 3 nhưng trong nhà cô đào ngẩn ngơ, có đôi ếch đang dính chặt vào nhau. Bà Thu vốn nhu mì, hiền hậu, lại có kế độc khiến ông chồng sập bẫy ngay. Đang hú hào hú hí với nhân tình, bỗng dưng nghe tiếng bà vợ cố tình hỏi thăm ngay ngoài cửa. Cô Đào ơi, cô Đào có nhà không? Nghe nói chồng tôi định ở luôn bên này thì phải. Ông Thông mới đứng hình, ối giời ôi, vợ tôi, buông tôi ra. Ở kìa anh, hứ hứ hứ. Khổ nỗi, cửa bếp lại sát vào với chuồng heo thế nên khi ông thông định vọt ra phía sau lẩn trốn thì chẳng ngờ mới mặc được cái quần đã bị bà vợ bắt quả tăng ngay tại cửa chuồng lợn rồi quýnh quáng thế nào ông thông lại nhảy luôn vào cái đống phân đến lúc này thì hai năm rõ mười ông thông không chối vào đâu được còn cô đào thì cứ cười khành khạch khi thấy cảnh nhân tình đang rúm gió trước mặt bà vợ và cha mẹ mình sau cái đợn ấy chẳng còn ai thấy ông thông đi hành nghề hoạn lợn nữa mà cun cút theo bà vợ làm đồng suốt ngày cũng may là ông thông sau lần say nắng ấy cũng đã tỉnh ngộ biết tu trí làm ăn với vợ bà vợ đã cho chồng một cơ hội dù thật lòng bà chẳng biết chồng có cắt đứt hẳn như ông đã hứa hay không nhưng đến nay đã mấy năm rồi chồng bà chưa có dấu hiệu tái phạm và có một kết quả rõ ràng là ông thông rất nể vợ Nhất là khi bà đã không làm ở Mỹ Chỉ chết ông Hay làm mất mặt Dù lỗi ở ông đã mười mươi